Mai Phương Thúy lên tiếng khi bị chê về ăn mặc ở đám cưới Mizu. Xuất hiện trong lễ cưới Mizu, Mai Phương Thúy diện đầm đen sang trọng nhưng đi dép lê. Cách Miss đồ của người đẹp sau đó gây bàn luận trên mạng xã hội. Trao đổi với tri thức, News, Mai Phương Thúy cho biết cô đã đọc những bình luận trên mạng xã hội về việc cô đi dép lê trong lễ cưới Mizu hôm 29 tháng 6. Thúy chọn giày đế bệt thấp nhất trong tủ đồ của mình để khi chụp ảnh với cô dâu, chú rể không quá tranh lệch. Đó là cách tôi thể hiện sự tôn trọng hai nhân vật chính. Người đẹp giải thích, ngoài ra, theo Mai Phương Thúy, trước thềm diễn ra lễ cưới Mizu, cô gặp vấn đề sức khỏe, đến cận giờ diễn ra tiệc nên chọn giày đế bệt để dễ di chuyển. Trước đó, Mai Phương Thúy là một trong số những khách mời góp mặt trong lễ cưới Mizu tại thành phố Hồ Chí Minh. Xuất hiện tại sự kiện, cô chọn đầm đen ôm sát, phối ren gợi cảm. Song việc cô phối với sang dance bị nhận xét xuề xòa, không đồng nhất với trang phục. Mai Phương Thúy nổi tiếng là tay chơi, hàng hiệu của showbiz Việt Ngoài túi sách, quần áo, người đẹp còn sở hữu bộ sưu tập đồng hồ lên tới hàng chục tỷ đồng đến từ các thương hiệu đẳng cấp thế giới. Một số thiết kế xa xỉ mà Phương Thúy có như Patek Philippe, 1,3 tỷ đồng, Big Bang Unico King Go White, 1,4 tỷ đồng, Audemars Piguet, hơn 2,2 tỷ đồng, Royal Oak Offshore Chronograph, 1 tỷ đồng. Trong một bài phỏng vấn trên News, Mai Phương Thúy chia sẻ, tôi thường xuyên tìm hiểu kiến thức thời trang, tôi cũng tham dự một số sự kiện thời trang quốc tế để trao dồi thêm về cách phối đồ và gu ăn mặc. Tôi mua những gì mình thích và phù hợp, đôi khi đó là món đồ đang được ưa chuộng. Ngoài ra, có một số món như váy đi ô tôi mua 10 năm trước có thể phối lại và vẫn hợp mốt.